Bộ phim tâm lý xã hội Tình cảm gia đình bóng thời 4.0 dài 27 tập do hãng phim truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh TFS sản xuất sẽ phát sóng khung giờ 19 giờ 30 trên kênh HTV7 từ thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần. Phim bắt đầu khởi chiếu từ ngày 25 tháng 7 năm 2023. Phim bóng thời 4.0 dài 27 tập, kịch bản Nguyễn Thị Anh Đào, đạo diễn Nguyễn Quang Minh, tái hiện cuộc sống gia đình ông Bảy, một gia đình điển hình ở miền Tây, với nghề truyền thống là kho cá bóng, đã giúp cho ông Bảy nuôi lớn ba đứa con của mình. Và giờ khi đã lớn tuổi, ông muốn trao cho các con tình yêu ẩm thực qua hương vị đậm đà của tổ cá bóng kho. Phim khai thác nghề cá bóng kho tổ truyền thống giúp lan tỏa những giá trị tinh hoa ẩm thực Việt Nam thông qua quá trình chinh phục ước mơ của nhân vật. Bóng thời 4.0 cũng khắc họa các cung bậc cảm xúc tình yêu tuổi trẻ, đó là sự cảm hóa, quyết liệt, thậm chí hy sinh hay chữa lành vết thương, thắp sáng trái tim bằng sự chân thành không lùi bước. Bộ phim Bóng thời 4.0 còn mang đến ý nghĩa về tình thân, gia đình cũng như những giá trị nhân sinh trong cuộc sống.